dễ gây chỉ cho bệnh nhân Ngô Thị Thái mắc hội chứng cổ vai tay. Viêm khớp dạng thấp là bệnh lý khớp tự miễn mạn tính với tổn thương cơ bản bắt đầu ở màng hoạt dịch của khớp. Đây là bệnh thường gặp ở nữ giới, nhiều hơn nam giới, ở độ tuổi trung niên và có biểu hiện lâm sàng, cận lâm sàng rõ rệt. Các triệu chứng lâm sàng thường thấy ở bệnh viêm khớp dạng thấp bao gồm 1. Triệu chứng cơ năng, đau, sưng khớp có tính chất đối xứng, lan tỏa, đặc biệt là ở các khớp nhỏ và nhỡ. Thường đau sưng khớp liên tục cả ngày, tăng lên về đêm và gần sáng, nghỉ ngơi không đỡ đau. Tình trạng cứng khớp buổi sáng thường kéo dài trên 1 giờ. Mệt mỏi, suy nhược do viêm khớp kéo dài ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống. Bệnh nhân có thể không sốt hoặc sốt nhẹ trong đợt tiến triển bệnh. 2. Triệu chứng thực thể tại khớp, sưng, đau, nóng tại các khớp, ít khi thấy đỏ. Sưng có thể là do sưng phần mềm hoặc do tràn dịch khớp. Thường viêm khớp nhỏ có tính chất đối xứng, kéo dài vài tuần đến vài tháng. Các khớp viêm hay gặp như cổ tay, bàn móng tay, ngón gần, khuỷu, vai, háng, gối, cổ chân, khớp nhỏ bàn chân. Nếu bệnh nhân có viêm cột sống cổ, thường là dấu hiệu tiên lượng nặng của bệnh, có thể xuất hiện bán chân khớp độ trục gây chèn ép tủy cổ. Nếu không được điều trị sớm, đầy đủ, người bệnh sẽ bị dính và biến dạng các khớp viêm do tổn thương phá hủy khớp, gân, dây chằng, từ đó gây bán chân khớp tàn phế. Các kiểu biến dạng thường gặp gồm có bàn tay gió thổi, cổ tay hình lưng lạc đà, ngón tay người thợ thúa khuyết, ngón tay hình cổ cò, hội chứng đường hầm cổ tay. Quý vị thân mến, có rất nhiều phương pháp có thể điều trị các căn bệnh trên, trong đó phương pháp gấy chỉ cắt bút được đánh giá là một trong những phương pháp hàng đầu bởi tính ứng dụng cao, hiệu quả điều trị lâu dài, ít gây ra biến chứng đối với người bệnh. Kính thưa quý vị và các bạn, hiện nay, tất cả các chi nhánh của Viện Cấy Chỉ Hải Thượng Lãn Ông trải dài từ Bắc vào Nam đều rất đông bệnh nhân. Vì vậy, quý vị hãy gọi tới số hotline 0981 377 470 để nhận được sự tư vấn hỗ trợ tốt nhất. Cảm ơn quý bệnh nhân đã tin tưởng Viện Cấy Chỉ Hải Thượng Lãn Ông trong bao năm qua. Chúng tôi sẽ cố gắng mở thêm nhiều chi nhánh hơn nữa để quý bệnh nhân không phải đi xa mà vẫn tiếp cận được phương pháp cấy chỉ rất hiệu quả này. Viện Cấy Chỉ Hải Thượng Lãn Ông chúc bệnh nhân luôn khỏe.